Chết sửng khi phát hiện khối thịt bài nhầy là kho báu 35 tỷ. Vật thể lạ mà anh Trương giảm phải hóa ra lại là một khối nặng hơn 3 kg, được gọi là thiên nhiên thái tuế, hay là thịt cỏ linh chi hoàng giả. Các chuyên gia phỏng đoán thì giá trị của nó sẽ lên đến khoảng 35 tỷ. Vật thể lạ mà anh Trương giảm phải hóa ra lại là một khối nặng hơn 3 kg, được gọi là thiên nhiên thái tuế, hay là thịt cỏ linh chi hoàng giả. Các chuyên gia phỏng đoán thì trị giá của nó có thể lên đến 35 tỷ. Theo thông tin đăng tải, mới đây anh Trương là người tạo trang Sơn Đông. Khi đang làm việc trên công trường xây dựng tại Thượng Hải, Trung Quốc thì đã vô tình dẫm vào một vật thể có hình thù kỳ quái. Cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, anh Trương quyết định tẩy rửa sạch sẽ vật thể lạ rồi đem đến cho chuyên gia giám định. Chẳng ngờ vật thể lạ mà anh Trương giẫm phải hóa ra là một kho báu nặng khoảng 3 kg, được gọi là thiên nhiên thái tuế hay là thịt cỏ linh chi hoang dã. Theo chuyên gia phỏng đoán thì khối thịt cỏ linh chi này có giá trị ít nhất là 9 triệu nhân dân tệ, là khoảng 31,5 tỷ đồng Việt Nam. Theo mô tả thì khối thiên nhiên thái tuế này có mặt ngoài mềm mại, có giãn tốt, cầm trên tay hơi khó, có đồ đàn hồi giống như bánh đúc. Theo mô tả thì khối thiên nhiên thái tuế này có mặt ngoài mềm mại, có giãn tốt, cầm trên tay hơi khó, có đồ đàn hồi giống như bánh đúc. Quan sát kỹ hơn có thể thấy là vật thể lạ này có cấu trúc xuyên suốt, à, xuyên thấu qua tầng lớp bên dưới ngoài thì có thể thấy được lớp bên trong kết cấu giống như bọt biển. Theo sách cổ đại ghi chép thì thiên nhiên thái tuế hay là thịt cỏ linh chi hoàng giả được tàn thị hoàng tìm kiếm khắp nơi vì vị vua này tin rằng thứ này có thể giúp cho ông ta trường sinh bất lão thọ ngang trời đất. Vì vậy, ngay sau khi tin tức được lan truyền thì rất nhiều người đã tìm đến anh Trương để hỏi mua. Có người trả giá là một lạng 3.000 tệ là khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên anh Trương vẫn luyến tiếc chưa chịu bán. Theo tìm hiểu thì thiên nhiên thái tuế hay là thịt cỏ linh chi thực ra là một khối vật thể chứa các loại vi khuẩn chất nhờn nắm. Kết cấu không phải do một tế bào cấu thành mà là do vi khuẩn, dính khuẩn, chân khuẩn, ba loại tạo thành một thể. Thời xưa Tân Thị Hoàng từng phái người đi tìm kiếm nhiều lần để luyện thành thuốc bất tử. Học giả dược giả nổi tiếng Lý Thời Tân cũng ghi chép trong bản thảo cương mục rằng Thiên nhiên thái tuế là một loại thuốc tiên có thể ăn được, có thể dùng làm thuốc. Nếu thường xuyên được ăn có thể trẻ mãi không già, thân thể nhẹ nhàng và tuổi thọ thì kéo dài. Tuy nhiên, các chuyên gia y khoa hiện đại thì đưa ra cảnh báo rằng hiện nay các nghiên cứu đối với thiên nhiên thái tuế không nhiều, vì vậy giá trị y dược của nó vẫn là một bí ẩn, không nên tùy ý thử nếm, tránh những trường hợp bị ngộ độc. chuỗi nhà hàng sushi nổi tiếng ở Nhật điêu đứng vì trò đùa của một nhân viên. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi trò đồ tượng trưng như vô hài của anh chàng này. Cách đây không lâu thì nhiều video đã ghi lại những trò đồ phản cảm của nhân viên tại chuỗi cửa hàng thực phẩm đã khiến cho người dân Nhật Bản giật dữ. Những kẻ đầu tiêu không ý thức được rằng hành động của họ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trò đùa dại dột khiến cho tình hình kinh doanh của cả tổ chức đi xuống, đồng thời đẩy gia đình vào vòng lao lý. Ví dụ điển hình nhất có lẽ là chuỗi nhà hàng sushi băng truyền 100 in Kura Sushi, cái tên quen thuộc của những người thích ẩm thực nhặt nhưng không muốn bỏ ra quá nhiều tiền. Cụ thể là một cậu sinh viên làm thêm tại một chi nhánh của Kukusa Sushi đã cắt một miếng cá lớn và cố tình ném nó vào thùng rác. Sau đó nhanh chóng nhặt lại và đặt lên thớt, rồi cười khoái chí như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Video này đã nhanh chóng được chia sẻ một cách mạnh mẽ trên Youtube. Instagram và một số mạng xã hội của Nhật, họ gọi tác giả của trò đùa này là Baka Hakenki, có nghĩa là những kẻ thích làm những chuyện điên rồ để gây sự chú ý trên cộng đồng mạng. Nhật Bản là một trong những quốc gia đặt ra tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt nhất thế giới, chưa kể đối với món ăn có nguyên liệu tươi sống như sushi, trò đùa của người này cũng không thể chấp nhận được. Ngay sau khi đoạn clip bị lan truyền. Lượng khách đến chuối cửa hàng của Kusaruri đã sụt giảm một cách nghiêm trọng, kéo theo đó thì cổ phiếu của doanh nghiệp này tụt dốc không phanh. Theo Yahoo Japan, tổng thiệt hại mà cửa hàng này gánh chịu lên tới 2,7 tỷ Yên, tương đương khoảng 570 tỷ đồng. Kura Corporation, công ty mẹ của Kusarushi tuyên bố họ sẽ làm đến cùng và đưa gia đình của cậu nhân viên kia ra pháp luật. Sau khi bị tạm giữ, nhân viên đã khanh khẳng khai báo và khẳng định miếng cá không hề được đem ra phục vụ khách hàng nữa. như vậy thì cả gia đình cậu ta đang phải đối mặt với khoản tiền bù là 10 triệu yên hơn 2,1 tỷ đồng. Bản án chính thức dành cho thủ phạm và người quay phim thì vẫn chưa được công bố. Cuộc hôn nhân ngắn nhất nhân loại một cặp vợ chồng mới cưới ở cô S gần đây đã làm nên lịch sử vì có một cuộc hôn nhân ngắn nhất. Họ quyết định đi con đường riêng chỉ sau 3 phút đăng ký kết hôn. Sau câu nói được coi là lộ bản chất không thể chấp nhận được của chú rị. Khi đã quyết định đi tới hôn nhân, cặp đôi nào cũng mong muốn có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc, có một mái ấm đầy ấp tiếng cười, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Tuy nhiên thì rất nhiều cặp đôi chỉ sống với nhau được một thời gian ngắn rồi đứt khẽn dưới đường. Ngắn ở đây là vài tháng, vài năm, Tuy nhiên mới đây một cặp đôi đã lập lên một kỷ lục, cuộc hôn nhân ngắn nhất lịch sử chỉ kéo dài 3 phút. Chuyện là có thật vừa xảy ra ở cô Ed. Theo đó thì hai người này sau khi đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, khi ra về, cô dâu vô tình bị vấp ngã. Thay vì giúp đỡ vợ mình, chú rể đã buông lời chức phạm bằng một câu nói. Ngu thế, có thế thôi cũng ngã. Tức giận vì chồng không coi trọng mình, lại còn buông lời vô cảm cô dâu quyết định quay vào trong xin ly hôn. Thẩm phán tòa án sau khi nghe câu chuyện đã lập tức đồng ý và chỉ 3 phút sau họ đã không còn là vợ chồng. Đây được xem là cuộc hôn nhân ngắn nhất lịch sử thế giới Tây Á này, thậm chí còn độc nhất vô nhị trên thế giới. Tin tức về vụ ly hôn này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng Twitter. Hầu hết thì mọi người đều để lại những bình luận cười cợt và chế giễu cặp vợ chồng đã lãng phí thời gian của mọi người. Một số người đã đứng về phía cô giàu và nói rằng cô ấy đã quyết định đúng. Một người viết tên tiếp thơ. Người chồng chứ gì đã xúc phạm vợ mình khi cả hai vừa mới bước vào cuộc sống hôn nhân. Ai biết được anh ta sẽ làm gì sau này. Một cuộc hôn nhân không có sự tôn trọng là một thất bại ngay từ đầu. Một người khác nói thêm. Người khác lại bình luận thêm. Nếu ngay từ ban đầu chưa sống với nhau mà đây là cách anh ta hành động thì tốt hơn hết là rời xa anh ta càng sớm càng tốt. Còn nếu sống với anh ta thì không biết anh ta còn những lời nói kinh khủng như thế nào nữa. Một số người thì nghi ngờ rằng cô dâu chỉ đơn giản là tìm kiếm một cái cớ cho việc ly hôn nhanh chóng. Theo thời báo Ả Rập thì các khoản vay và hỗ trợ tài chính do nhà nước cung cấp cho các cặp vợ chồng mới cưới đã khiến cho tỷ lệ ly hôn ở quốc gia Trung Đông này tăng vọt trong những năm gần đây. Nhiều người trẻ chỉ có ý định hưởng lợi từ các ưu đãi của nhà nước và nhanh chóng ly hôn sau đó. Mặc dù đây không phải là nguyên nhân duy nhất trong các báo cáo ly hôn ở Kuwait, nhưng chắc chắn đó là một trong những điều đáng lo ngại nhất. Trước đó thì một cặp vợ chồng ở Dubai cũng đã thiết lập một kỷ lục hôn nhân ngắn nhất trong lịch sử khi chú rể quyết định ly hôn cô dâu chỉ sau 15 phút ký giấy kết hôn. Tuy nhiên thì nguyên nhân ở đây rất rõ ràng là sự mâu thuẫn của chú rể với bố vợ về mặt tiền bạc. Theo thỏa thuận thì chú rể đã ký với bố vợ, anh hứa sẽ đưa cho ông khoảng 27.000 USD chia làm hai đợt sau khi ký giấy kết hôn tại văn phòng Syria Chú rể tiết lộ đã trả số tiền đợt đầu khoảng 13,6 ngàn USD ngay tại văn phòng của Sadia, nơi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, ngay sau khi rời khỏi văn phòng Sadia, người bố vừa bất ngờ đòi anh nốt khoản còn lại. Người đàn ông nọ đã nhắc người bố vừa đứng chờ 5 phút để anh vào trong lấy tiền. Tuy nhiên, ông bố khăng khăng muốn chú rể đứng tại đó và gọi người khác vào che lấy tiền đưa trực tiếp cho ông sự việc dần căng thẳng và trở thành một cuộc tranh cãi chú rể bố vợ chú rể cảm thấy bị xúc phạm và hạ nhục bởi xung quanh mọi người và bạn bè gia đình sau đó chú rể quyết định quay trở lại văn phòng đăng ký kết hôn để yêu cầu được ly hôn không biết cô dâu trong câu chuyện này sẽ ra sao khi đứng trước một bên tình một bên nghĩa tuy nhiên sau 15 phút thì bên tình cũng đã không còn lại gì Đi xe máy hẹn hò chàng trai bị cô gái Hà Nội xinh đẹp cự tuyệt. Đến hôm nay là ngày thứ ba kể từ buổi hẹn đầu tiên, tôi vẫn chưa hết bức xúc. Tôi quen em qua sự mai mối của một người bạn. Em được giới thiệu là xinh xắn, đang làm trình dược viên một quầy thuốc. Trong khi đó tôi là nhân viên sale của một công ty kỹ thuật. Thu nhập của tôi hiện tại là 15 đến 18 triệu trên một tháng. Gia đình tôi thì kinh tế cũng ở mức trung bình. Bố mẹ đều ở quê, Đợt vừa rồi ông bà có bán một mảnh đất và vay thêm họ hàng gửi tôi 600 triệu. Tôi dồn rổ tiết kiệm và vay thêm bạn bè, người quen, mua được một căn hộ chung cư giá 1,2 tỷ đồng ở ngoại thành Hà Nội. Cố mua cái nhà để con có chỗ đi chỗ về và các cô gái thế nào cũng nhìn vào đó, rồi con lấy vợ cũng dễ dàng hơn, bố mẹ tôi nói ngày tan gia. Ông bà nói vậy bởi năm nay tôi đã bà tuổi, cái tuổi không còn trẻ để lập gia đình, Ông bà mong có cháu bế cháu bồng lắm rồi. Tôi cũng không còn ham chơi, không muốn cảnh long bong. Tuy nhiên chưa tìm được một người phù hợp. Vì vậy vừa rồi có một người giới thiệu về em, tôi không hề lưỡng lự mà gặt đầu ngay. Tôi xem ảnh em trên Facebook thì khá ưng ý. Em là một cô gái xinh xắn, qua cách nói chuyện với bạn bè cho thấy em là một người khá cởi mở và hiện đại. Chúng tôi trao đổi qua lại và cảm thấy an ý trong quan điểm về cuộc sống về tình cảm. Cuối tuần vừa rồi tôi đánh bảo mời em đi ăn. Nhận được sự đồng ý của em, tôi vui mừng đến nỗi cả ngày chẳng làm được chực vì nên hồn. Hôm đó thì tôi về sớm hơn thường ngày, ăn mặc chỉnh chu rồi rác che đến điểm hẹn đón em. Tôi định mời em dùng bữa tối tại một nhà hàng của Pháp. Khi đến điểm hẹn thì tôi nhận ra em trong một bộ váy khá là trâu chút, trang điểm kỹ lưỡng. Nhưng em nhìn tôi rồi tỏ vẻ không vui. Em miễn cưỡng ngồi sau xe tôi đến nhà hàng để ăn tối. Và buổi tối hôm đó khắc hẳn với lúc trò chuyện trên mạng, em rất tiết kiệm lời, em cũng tỏ ra không vui vẻ, không hào hứng với những câu chuyện mà tôi kể. Biết ý em, tôi đề nghị được đưa em về nghỉ sớm. Về nhà tôi nhắn tin hỏi han, em cũng không trả lời. Tôi biết em không hài lòng, nhưng không hiểu là tôi đã làm gì sai. Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm để hỏi em rằng có điểm gì mà em không ưng ý ở tôi? Ban đầu em còn vòng vo không nói, em bảo là em thấy tôi lịch sự chân thành nhưng chúng tôi không hợp nhau, rồi em chỉ muốn làm bạn. Cuối cùng tôi hỏi dồn dập, em mới thừa nhận là em không vui, vì hẹn hò mà tôi chỉ đi một chiếc xe máy, xe của tôi là xe quay. Em còn nói thanh niên thời nay ai cũng đi ô tô để đón bạn gái đi chơi, tới đó em đã ăn mặc sang trọng, tròn phánh, lỏng lẫy, cuối cùng lại đi xe máy, rất bắt tiện và không sang em còn nói nếu đã đi xe máy thì chỉ ít tôi cũng phải sắm được con sh vượt sang vừa cao ráo đằng này lại tôi nghe chồng mà lòng rối bời chẳng nhẽ vì tôi đi xe máy không sang mà em chồng không cho tôi cơ hội tôi vừa lo xong nhà cửa lấy đâu ra tiền mà sắm ô tô đưa đón hẹn hò em xin cho tôi được hỏi các độc giả không lẽ cô gái nào thời nay cũng quan niệm như vậy nếu thế thì đàn ông đi xe máy chúng tôi đành ế vừa hết hay sao